Thưa quý vị, nằm trong nội dung quấn luyện chân quân năm nhất năm 2024, ngày 6 tháng 4, 250 chiến sĩ chân quân khóa quấn luyện đã ra quân giúp dân dọn dẹp cảnh quan môi trường tại địa bàn đóng quân xã Phú Hưng, thành phố Bến Tre. Giới phương châm làm dân tin, đi dân nhớ ở dân thương. Các chiến sĩ tích cực tham gia thu gom rác thải, tổng vệ sinh môi trường trên tuyến đường và xung quanh khu vực Định Phú Hưng. Đây là một trong những việc làm thiết thực của lực lượng vũ trang thành phố Bến Tre cho công tác dân vận của Đảng, của quân đội trong tình hình mới, không chỉ để lại tình cảm tốt đẹp trong nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, hoạt động còn vận động người dân cùng nhau giữ trình vệ sinh môi trường trong cộng đồng dân cư. Cùng ngày, ban chỉ huy quân sự và hội liên hiệp phụ nữ thành phố Bến Tre đến thăm và tặng quà 7 gia đình chiến sĩ dân quân đang tham gia lớp huấn luyện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, động viên và gửi đến mỗi gia đình phần quà là 400.000 đồng tiền mặt nhằm khích lệ gia đình các chiến sĩ khắc phục khó khăn tiếp tục phát huy tinh thần sung kích để hoàn thành tốt nhiệm vụ quân luyện